Thì đây là cái quá trình hướng dẫn tất cả các bác ngâm mật ong với lại hoa đu đủ đực này. Thì đây là cái hoa mình cắt và mình rửa sạch, sau đấy hong khô lại đi tiến hành là ngâm. Thì cái nọ này là 300ml thì mình chỉ cần cho một bốc bằng nắm tay mình như này, một bốc tay như này vào, thì là chỉ việc đổ mật ong vào là xong. Thì để sử dụng được thì trong vòng 30 ngày tính từ ngày ngâm này thì là mình sẽ sử dụng được nhé. Có một lưu ý nhỏ là khi mình cho mật ong vào như thế này thì mình nên cho cái mật ong nguyên chất ý. Thường là lấy mật ong nhãn thì nó rất là thơm. Đấy, đây mật ong nhãn nó kết tinh đường này. Đó. Nhìn thấy kết tinh chưa? Mật ong kết tinh vẫn là mật ong xịn nha, không phải là mật ong đẻo đâu các bác nha. Thì để cho nó ngập ý, thì một cái lưu ý nhỏ là các bác lấy cái tre như này này và chèn nó xuống để dìm hết cái mật ong này xuống nhá. Mật ong cái hoa đu đủ xuống. Nếu mà nó nổi lên ý thì là nó không chín được hết đâu mà nó dễ bị hết thời gian rồi.